mừng các bạn đã đến sở thích của phở. Và hôm nay phở sẽ ăn với cùng củ tỏi. Giờ con biết con thua người ta, hai đít như đang nở hoa, đập tung tóe thành niên gào la, dài ba giấy khen nắm trên tay, ấy là thành cái mức so với người ta. Ok, và thử thách hôm nay của Thọ đến chơi của Thọ đó chính là mì cây cấp độ 7. Tại vì theo yêu cầu của bạn thì cái trò chơi này rất là nhiều người muốn và thử sức với mì cây cấp độ 7. Nhưng mà trước khi mình đến với mì cây cấp độ 7 thì mình sẽ thử từng món cây, từng level 1, từ 1 tới 7 luôn, theo đánh giá của Thọ luôn. Ok, và dùng trước khi cái thề này, trên bàn này đang có hai cái thề. Đây là thề 1, ớt và phở, và Thọ sẽ nuốt chửng cái thề này để xem level tới mấy là tới bảy không. Rồi củ tỏi muốn nói gì với các bạn anh? Đây là lần đầu của tao tham gia cái show tạch đúng không? Dạ mình cũng không phải là lần cuối. Em trước đi anh, trước đi anh, trước nhẹ thôi, em trước đi, khách mời luôn được ưu tiên trước, cái gì ngon phải đại dành cho khách mời hết. Đâu chăm luôn rồi vô anh cũng nha, vô ba vô. Và món tiếp theo để đánh giá độ cay đó chính là ớt sừng trâu. Ok, trò chơi là như vậy, mình sẽ ăn ai ngắn nhất là thắng. Cái mày thank you.
wasabi. Thank you.